với các bạn mà yêu thích gin cocktail thì đây có thể là một những cocktail mà có một cái chiều sâu nhất định. Chào mừng các bạn đã trở lại với Hellohao và Mix It Up. Hôm nay họ sẽ đem lại một món cocktail như là mình đã nói ở những tập trước rất là nhiều. Món cocktail được mang tên Last Word. Để làm được Last Word thì chúng ta sẽ cần có những ingredients, có nghĩa là những cái thành phần như sau đây. Chúng ta sẽ có gin, quince juice và losado. Và một thành phần cuối cùng rất quan trọng đó chính là nước chanh tươi. Thì chanh của mình dùng đó là chanh màu xanh của Việt Nam, mình Hào đã chuốt sẵn ở đây rồi ha. Last Word là một shaken cocktail và được serve up nên các bạn sẽ cần shaker và một cái martini shell để đựng cocktail. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào thực hiện cái món cocktail này nhé. Vậy là chúng ta đã vừa làm xong last word. Về phần garnish thì cocktail này sẽ có thể garnish với một miếng chanh hoặc là một cái cherries. Nhưng mà đối với Hào á, cái cocktail này sẽ chỉ để như thế này thôi là đẹp rồi. Cũng là một trong những cách mà garnish, bởi vì cái màu sắc, nếu bạn có để ý đó, thì cái màu xanh rất là đẹp đúng không ạ? Của từ quince juice và nước chanh, nên là các cocktail mà để trong cái ly martini sẽ rất là sang trọng. Bên cạnh đó thì bạn có thể dùng một cái loại martini class khác mà có thể chuyên dụng để mà sử dụng cho cái món này, đó gọi là Nicanora. Nếu như các bạn để ý thì Hào thay đổi cái format của cái Mix It Up một chút xíu, đó là Hào sẽ giới thiệu về cocktail, sau đó rồi Hào sẽ làm cocktail, và cái phần này sẽ là cái phần mà Hào sẽ giải thích về các loại rượu hoặc là những mình thêm cái gì, mình để như thế nào, ra sao, cocktail nó sẽ taste như thế nào. Bởi vì có vẻ như là Hào để ý ở trên cái channel của mình thì Hào thấy là có nhiều bạn chỉ muốn xem cái cách làm, nên là Hào nghĩ là mình sẽ để thế này thì sẽ có thể đáp ứng được nhu cầu của rất là nhiều người mong muốn xem cái channel này. Hy vọng nó sẽ phát triển một cách tốt hơn. Bây giờ thì mình sẽ nói về last word ha. Last word là những thành phần Hào đã vừa giới thiệu với các bạn. Và nếu như các bạn có để ý thì những cái classic cocktail thì thường đa số những cái classic cocktail thì toàn là gin thôi. Nên là các bạn sẽ thấy Hào làm việc với lại classic cocktail với gin rất là nhiều. Bên cạnh đó thì một chút về last word. Last word được có mặt trên cái thế giới này vào những năm 1920, nhưng mà nó đã bị mất đi một cái thời gian rất là lâu rồi, cho đến năm 2005 thì một người bartender ở Seattle, là cái nơi thành phố Hào ở đây các bạn, ông ấy đã đọc được cái cuốn sách và đem last word trở lại cho đến chúng ta hiện nay. Và từ năm 2005 thì last word trở nên rất là phổ biến và nổi tiếng trên cả thế giới. Nó đã đi một cái đoạn đường rất là xa từ Seattle cho đến New York và cả những cái thành phố lân cận, và hiện nay thì nó là một trong những classic cocktail mà rất là phổ biến, rất là nhiều người yêu thích. Nếu như bạn xem ở cái tập Aviation, họ nói về cái tính vegetal của những cái thức ăn hoặc là nước uống đó, thì last word sẽ là một trong những cocktail mà biểu hiện được cái chữ vegetal rõ ràng nhất, bởi vì cái vị của nó rất là grassy, có nghĩa là cái mùi cây cỏ. Trong đó nó có quince juice và losado là hai cái mà có thể gọi là rất là grassy và rất là vegetal. Một điều đặc biệt ở last word mà nếu như các bạn để ý thì Hào sẽ làm equal part. Equal part là những thành phần bằng nhau trong cái món cocktail này, sẽ không có nào hơn cái nào hết, mà tất cả, ngay cả chanh, gin, quince juice và losado là bằng nhau là 0.75 ounce. So với lại cái last word vào những năm 1920 thì gin sẽ là cái thành phần nổi trội, nó sẽ nhiều hơn, và kèm theo đó là người ta bỏ thêm là số
soda, là mineral water nữa. Nhưng mà khi mà cái người bartender ở Seattle làm lại thì ông ấy đã làm những cái thành phần rất là bằng nhau. Nên là bây giờ chúng ta sẽ đi vào thử cocktail. Đây là cái phần mà các bạn rất yêu thích, thì họ sẽ nói cho các bạn biết là cái last word này nó taste thế nào, cái mùi vị nó sẽ ra sao nhé. Cheers. Các bạn sẽ thấy được cái vị chanh rất là tươi ở trong cái này, hòa với cái vị gin. Mà nếu như bạn nào mà có Tanqueray gin á, thì họ khuyến khích bạn sử dụng Tanqueray gin. Nó sẽ dậy cái mùi của cái cocktail này hơn. Cái mùi rất là sharp, sharp có nghĩa là rất là sắc bén của cái cocktail này đem lại. Và cái vị vegetal trong cái món cocktail này sẽ rất là phù hợp cho những cái bạn nào mà các bạn muốn cái cocktail là như một cái cocktail khai vị trong cái bữa ăn rất là lớn và thịnh soạn của mình. Bạn có thể sử dụng cái cocktail này như là một cái đồ uống khai vị với những cái món salad, rồi sau đó nó sẽ dẫn vào những cái món chính với những cái sauce như là những cái green sauce. Thì những cái green sauce là những cái sauce màu xanh lá cây, thì nó sẽ thường là được làm với những cái cây lá như là parsley hoặc là onions hay là cilantro của mình, thì nó sẽ rất là phù hợp với món cocktail này. Vì sao mà họ nói với các bạn là món cocktail này có thể là trở nên một trong những món cocktail khai vị? Bởi vì cái vị chanh của nó trong này rất là nhiều, nên nó sẽ kích thích cái vị giác của mình và sẽ làm cho mình rất là thèm ăn và sẽ thưởng thức cái món ăn cũng nó sẽ ngon hơn và tuyệt vời hơn. Đối với các bạn bartender thì bạn đã làm cái version của last word nào thì bạn nhớ là để lại những comment cho Hào nha. Bạn làm equal part hay là bạn làm nhiều gin hơn? Nhưng mà đối với Hào đó thì Hào lại thích làm là equal part, bởi vì cái cocktail nó có một cái chiều sâu nhất định. Ok, vậy là tập đến đây cũng đã hết rồi. Hy vọng là các bạn đã yêu thích cái tập này của Hào. Nếu các bạn đã xem đến cái thời điểm này thì đừng quên là để cho Hào một nút like nè, rồi share kênh cũng như là để lại những comment và subscribe cho Hào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào và Mix It Up.